Trong quan niệm của nhiều thế hệ người Việt, tháng 7 âm lịch là tháng dành cho các sự kiện Phật giáo. Rằm tháng 7 là đại lễ Vu Lan, có ý nghĩa đặc biệt rất quan trọng. Tuy nhiên, xã hội phát triển đến hôm nay, rất nhiều điều đã đi đến cực đoan hoặc rời xa truyền thống. Đôi lúc đi qua các chùa, chúng ta không khỏi tự hỏi, Phật giáo ngày nay phải chăng đã rời xa khỏi lời dạy của Đức Phật? Nhân dịp đại lễ tháng 7 này, tác giả muốn viết ra đôi chút hiểu biết của cá nhân, gửi gắm đến mọi người cái nhìn của riêng tác giả về sự thay đổi của Phật giáo ngày nay so với thời xưa. Những điều này đều dựa trên nhận thức cá nhân nên không tránh khỏi sơ sót, vẫn mong nhận được chia sẻ và góp ý của bạn đọc. Rằm tháng 7, có phải chúng ta đã lệch khỏi lời dạy của Đức Phật? Tác giả Thế Di. Người Việt từ xưa đến nay luôn bái Phật. Điều này vốn xuất phát từ cái tâm kính ngưỡng thần Phật của dân tộc chúng ta, là một truyền thống rất tốt đẹp. Người xưa bái Phật, một là để thể hiện lòng thành, hai là để mong được học theo sự từ bi của Phật, hướng theo đường thiện mà Phật chỉ dạy, từ đó khơi mở trí huệ, đạt được cảnh giới tư tưởng cao hơn, sinh mệnh được thăng hoa và giải thoát khỏi thế tục. Nhưng con người thời nay bái Phật đa số đều là để cầu tiền tài danh vọng, tiêu tai giải nạn, cầu tình duyên sinh quý tử, hoàn toàn tương phản với điều mà Phật dạy. Đức Phật vốn là hoàng tử, từ bỏ ngôi vua xuất gia. Ngài dẫn các đệ tử của mình đi xin ăn. Đối với lợi ích thế gian thì tất cả đều buông bỏ. Điều mà Phật dạy con người cũng là buông bỏ dục vọng và chấp trước, trở về với bản tính thiện lương vốn có. Ngài lẽ nào còn đáp ứng cho những truy cầu lợi ích của con người để con người đắm chìm trong dục vọng hay sao? Hơn nữa, ngày nay có rất nhiều người đều làm chuyện xấu vì quyền lực, tiền bạc, danh tiếng, tình cảm mà tổn hại người khác, nói xấu người khác, không điều ác nào không làm. Những người như vậy cũng đến chùa lễ bái, hỏi Phật có thể đáp ứng và bảo hộ cho họ hay không. Nếu Phật thỏa mãn truy cầu của họ thì chẳng phải đã làm đảo lộn quy luật nhân quả báo ứng rồi sao? Người thành tâm bái Phật, chân thành sám hối, tích cực hành thiện tích đức thì dù là mỗi năm chỉ đến đốt cho Phật một nén hương, Phật cũng cảm thấy hài lòng. Còn người toàn làm việc xấu, cầu cái này cái kia chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân, dẫu có dâng lên mâm cao cổ đầy, đốt hương tỏa khói mịt trời cũng không thể nhận được sự chứng giám của Phật. Còn có người cho rằng càng cúng nhiều thì càng được lộc nhiều, thậm chí một số nhà sư cũng giảng như vậy. Bỏ ra bao nhiêu tiền cúng dường cho Tam Bảo thì sẽ được bấy nhiêu phúc phận. Rất nhiều quan chức và người giàu có hàng năm đều tốn tiền tỷ cho các chùa chỉ để lễ bái Phật. Nhưng xuất phát điểm của họ không thực sự vì muốn hồng dương Phật Pháp mà muốn thực hiện đổi chác với thần Phật. Ngài có thấy không, con đã cúng cho Ngài rất nhiều thứ. Ngài hãy phù hộ cho con giàu có hơn nữa, thăng quan tiến chức, có được tình duyên như ý. Cái tâm ấy rất xấu, không chỉ là tương phản với lời Phật dạy, mà còn đang trong vô minh mà bất kính với Phật, khinh nhờn Phật. Người ta đã hoàn toàn xem Phật như tham quan ô lại, nhận tiền tài quà cáp đút lót của người khác, rồi giúp đỡ cho họ. Lẽ nào thần Phật lại nhận hối lộ đi cửa sau? Đây chính là phỉ báng Phật. Chúng ta không thể dùng lòng mình để đo tâm tính của Phật Đà được. Phóng sinh. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng xem qua một đoạn phim Tây Du Ký năm 1986. Đường Tăng khi còn là tiểu hòa thượng, trong một lần nhìn thấy ngư dân câu được cá, liền đem bó củi của mình đổi lấy con cá ấy, rồi mang con cá thả xuống sông. Đây chính là tâm từ bi của người tu hành, cũng là biểu hiện cho Phật tính của con người.
cổ nhân giảng, nhân chi sơ tính bản thiện, hẳn cũng có ý như vậy. Chỉ khi người ta thực sự xuất ra tâm từ bi, xuất phát từ lòng thương xót mà cứu giúp những sinh vật gặp nạn, thì đó mới là phóng sinh chân chính. Còn việc phóng sinh trong các chùa hiện nay đã phát triển đến cực đoan, trở nên vô cùng kỳ quái. Điều này vẫn liên tục được tiếp diễn, dù hàng năm nó đều bị dân tình lên án gay gắt. Rất nhiều Phật tử đã xem phóng sinh là một trào lưu về tu Phật. Ai thả nhiều chim nhiều cá hơn thì cho rằng mình tu tốt hơn, từ bi hơn, sẽ được thần Phật bảo hộ nhiều hơn. Nhiều nhà sư cũng giảng những lời như phóng sinh là việc làm công đức vô lượng, có thể tăng phúc tăng thọ, trừ bệnh giải nạn. Đại đa số người chính là vì truy cầu cái công đức phúc thọ, trừ bệnh, giải hạn ấy nên mới đi phóng sinh, chứ không phải xuất phát từ tâm từ bi chân chính. Nhưng Phật gia giảng rằng chỉ khi chúng ta vô tư mà làm thiện, không mong, không cầu, không nghĩ lợi riêng, không có toan tính chấp trước, thì mới thực sự có được công đức. Còn như cố ý làm vì mục đích truy cầu công đức hay phúc phận thì rồi sẽ không đạt được gì cả. Về góc độ phá hoại môi trường tự nhiên và cân bằng sinh thái của việc phóng sinh thì rất nhiều nhà nghiên cứu đã từng phân tích rồi. Ở đây tôi thử nhìn từ một góc độ khác. Bản thân việc phóng sinh không phải lúc nào cũng tốt. Vì nhà Phật giảng nhân quả báo ứng, sinh mệnh nào mắc nhiều nợ nghiệp thì mới phải đồ thai làm động vật để hoàn trả. Nếu cứu chúng thì tức là không cho chúng cơ hội trả nghiệp. Đời sau chúng sẽ tiếp tục làm động vật, không có cơ hội đắc được thân người. Hơn nữa, thả một con cá lớn xuống sông, lỡ như nó lại ăn những con cá nhỏ hơn, thì lúc đó tính là phóng sinh hay sát sinh? Rất khó nói. Vả lại, ngay cả những người đi phóng sinh chim cá cũng thừa biết những động vật ấy là người được đi săn cố tình bắt về cho họ thả. Họ thả rồi, chẳng mấy chốc những người kia vẫn sẽ bắt trở lại. Thả cá thì đó là cái phước của mình. Nhưng còn những người nào mà vớt cá lại thì cái nghiệp của họ. Nên thành ra đối với mình thì mình cũng không quan tâm. Thừa biết là vậy mà vẫn làm, thì đây là phóng sinh hay hữu ý giúp tàn hại sinh mệnh? Là phúc hay là tội? Do đó việc này cũng không thể làm một cách tùy tiện hồ đồ được. Người chân chính tin vào Phật Pháp sẽ hiểu điều này. Giả tu. Đức Phật giảng rằng, thời mà chúng ta đang sống hiện nay là thời mạt Pháp, đạo đức suy đồi nghiêm trọng, hòa thượng trong chùa tự độ bản thân còn khó, huống hồ là độ người khác. Đến bước như vậy rồi, một số nhà sư hoặc Phật tử vẫn khoác lên mình bộ áo tu hành, nhân danh Phật Pháp để hưởng dụng lễ vật của người khác. Nói ra thì rất đáng buồn và dường như có phần hơi đụng chạm, nhưng khá nhiều nhà sư hiện nay không còn là bậc chân tu nữa, trong đó có cả những nhà sư có danh tiếng lớn. Nếu như có bậc chân tu chủ trì thì Phật giáo sẽ không có nhiều hiện tượng hỗn loạn như chúng ta đang thấy. Thỉnh thoảng xuất hiện một số nhà sư làm ra những việc bất hảo như biển thủ tiền công đức, ăn thịt uống rượu, thậm chí quấy rối tình dục người khác. Có người gọi những nhà sư này là ma phá hoại Phật giáo. Tất nhiên họ thực sự không tốt, đã làm chuyện rất xấu, nhưng tôi cho rằng họ không gây hại quá lớn đối với Phật giáo và xã hội. Vì người khác nhìn vào đều biết họ là giả tu, là bất chính, nên sẽ xa lánh họ và không cấp thị trường cho họ. Do đó họ không lừa được nhiều người, ít gây ra tổn thất đối với Phật Pháp. Khó nhận ra hơn chính là những nhà sư có vẻ ngoài đạo mạo và rất nổi danh. Nhưng một trong số họ tuy cũng giảng thiện, cũng tuyên dương Phật Pháp, nhưng mục đích thực sự của họ là vì danh lợi của bản thân. Họ thậm chí dám bẻ cong lời giảng của kinh sách, tùy tiện dùng lời của bản thân để truyền giảng đạo Pháp. Đây chính là phá hoại Phật giáo từ bên trong, lừa gạt rất nhiều Phật tử, gây ra hỗn loạn cho xã hội và tạo thành tổn thất lớn cho Phật Pháp.
những việc như cúng dường phóng sinh, in ấn kinh sách, tụng kinh siêu độ, xây chùa tạc tượng, ngày nay hầu như đều mất đi ý nghĩa thực chất của nó, trở thành những thứ kỳ quái dị hợm. Chẳng phải cũng là do người ta tùy tiện loạn giảng kinh Phật mà ra sao? Chẳng hạn có nhà sư đề nghị Phật tử bỏ tiền ra xây chùa, đúc tượng, in ấn kinh kệ. Nó là công đức hồng dương Phật Pháp. Nhưng chùa quá nhiều rồi mà không có người chân chính thực tu thì cũng vô dụng. Tượng Phật nhiều mà người ta đều chỉ truy cầu danh lợi chứ không ai thật tâm hướng thiện thì thần Phật cũng không triển hiện. Kinh sách chất đầy tủ đó không ai đọc, rốt cuộc bị mối mọt ăn hết thì là công hay tội? Số tiền cúng dường ấy nếu mang ra giúp đỡ cho lĩnh vực giáo dục và y tế thì chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn đối với xã hội sao? Có người giàu lên nhờ làm chuyện xấu, tham nhũng hoặc cướp đoạt thứ của người khác rồi mang tiền ấy đi xây chùa tạc tượng, đó chẳng phải đang làm xấu hình tượng của Phật giáo, bán bổ Phật hay sao? Hiện tượng giả tu, loạn tu ngày nay đã xuất hiện quá nhiều. Có người là vì danh vì lợi mà cố ý thực hiện, nhưng cũng có người thật lòng kính Phật và mong muốn tu hành, nhưng do không phân biệt được thật giả hoặc bị lừa gạt nên mới làm ra nhiều chuyện phá hoại Phật Pháp. Dù sao đi nữa, tác giả nghĩ rằng tu hành cốt lõi ở cái tâm. Dẫu là chúng ta bái Phật cúng dường, phóng sinh, tụng kinh niệm Phật hay tạc tượng xây chùa thì đều cần phải chân chính xuất phát từ tâm của mình, là chân thành lương thiện, từ bi, hòa ái, vô tư, vô ngã. Chỉ khi tâm chính thì mới có chính niệm, lúc đó thần Phật mới khai mở trí huệ cho chúng ta, giúp chúng ta nhận định được đúng, sai, thiện, ác, việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Thì những gì chúng ta bỏ ra mới không uổng phí và thực sự tích được công đức.